Ơi, chào cô chú anh chị và các bạn ha. Giờ đây thì em có mặt tại nhà của em Vinh, 26 tuổi, là một người có những cái qua tay và những cái giống như là một cái nghệ nhân mà chưa từng qua trường lớp của chú anh chị. Và nơi đây thì em đã làm những tác phẩm đời đời như là gắn mảng xà với câu giảng của thầy của chú anh chị, gắn to tên gọi mảng xà trên rừng mà chúng có hai cây. Và giờ đây thì Vinh đang làm một phẩm gắn mảng xà và hiện tại là cao hơn mình rất là nhiều các bạn, cao hơn cả cái đầu luôn nè. Đó. Và chiều dài của chú gắn này rất là dài luôn. Và hiện tại thì nơi đây có nhiều cái tác phẩm như là trâu, bò, ngựa và gà, quan công rất là nhiều. Thì lần lượt em sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị cái nghệ nhân rất là trẻ tuổi, mới có 26 tuổi thôi cô chú anh chị, mà chưa từng qua trường lớp ha. Bây giờ mời cô chú anh chị cùng các bạn cùng xem video ạ. Đây là chú gắn mảng xà của chú anh chị. Cô ơi, gắn này là Vinh làm bao nhiêu ngày rồi hả cô? Tuần lễ là làm rồi với chứ còn hoàn thành là sơn phết là riêng ha. Dạ. Vậy là một tuần lễ là Vinh đã làm một chú gắn dài như vậy nè của chú anh chị. Đó. Rất là dài ha. Và chú gắn này có thể chị cho biết là nó dài khoảng bao nhiêu? 17 mét ha. Rồi độ cao từ dưới lên tới đây là khoảng 1,5 mét không ta? Dạ. Ơi, và chị của Vinh cũng cho biết là chú gắn này dài khoảng 15 mét. À, dài khoảng 15 mét của chú anh chị. Và cái độ cao từ dưới chân đó lên tới đây là khoảng 1,5 mét ha, chỗ cái đầu nè. À, cô chú anh chị thấy cái mình rất là to và nó uốn lượn đằng kia kìa. À, rất là dài luôn ha. À, cái này thì nhiều người gọi là gắn mãng xà và cũng có nhiều người gọi là gắn hổ mây nha cô chú anh chị. Ôi ôi, ngóc đầu lên nè. Đây mình coi cái độ khùng của nó coi. Trời ơi, cái đầu khùng lên kìa. Ghê không? Hình này làm cái quần này rất là hay luôn nè ha. À, mình cái dãy rất là giống. Cái mình này khoảng cỡ bao nhiêu quành ta? Cái khùng này của chúng chị nó rất là lớn nha. Nó khoảng để em đo bao nhiêu gan nha. 1 gan, 2 gan, 3 gan, 3 gan rưỡi, 3 gan rưỡi. Và chiều cao của em là 1m65. Nghe là khoảng 2 mét đó của chúng chị. Mà cái độ ngang đây ra bao nhiêu nha. Gan, 2 gan, 3 gan, 4 gan, 5 gan. Là cái bộ hoành 5 gan này của chú chị, 5 gan ha. Còn cái mình này cũng rất là to luôn nè. Nhất là ngang những chỗ này nè, rất là to. Nó khoảng 3 gan rưỡi. Cái độ này nè. Và cái độ uốn lượn của anh Vinh làm rất là tuyệt vời của chú chị. Chúng ta nhìn rất là giống gắn thiệt luôn. Đây cô chú anh chị sẽ cùng với em chúng ta xem cái mình uốn lượn như thế nào nha. À, cái màu thì cũng rất là giống luôn nè. Quá xá hay. Dạ, chị cho em hỏi thêm về em Vinh này á. Thì em Vinh này làm con gắn này là khoảng thời gian bao lâu là xong con gắn này chị? À, nó làm khởi công ngày 20 tháng 12 rồi nó hoàn thành là ngày 26 tháng 12. Cho em hỏi thêm về cháu Vinh này á, làm cần ra những cái bức tượng này thì em ấy có năng khiếu từ hồi lúc nào chị? Hồi lúc nó mới có 15 tuổi à. Mà năm nay 26 tuổi, 15 tuổi là đã làm được rồi. Nó làm mà lúc đó là nó mới biết vẽ. Mới biết vẽ thì từ từ cái đầu cái sau này đầu nó mới làm bức tượng. Mới 16 tuổi là biết vẽ. Vẽ lên áo. À, vẽ lên áo. Là vẽ cho người ta mướn hay gì chị? Vì ai mướn vẽ con gì giờ lên áo gì đó nó vẽ
Rồi ta bồi dưỡng. Người ta trả tiền cho mà. Wow. Người ta mướn vẽ cái áo nhiều gì đó, vẽ con đó nhiều mình ăn nhiều gì đó, người ta trả tiền. À, rồi từ năm em bé bao nhiêu tuổi là tự nhiên là phát ra mà đắp lên những cái bức tượng rất là đẹp và sống động chị? Nó mới đắp tượng thì chắc cũng mới gần đây nè. Đây con không nhớ gần. Mới đắp tượng cũng mới năm nay rồi chứ không có lâu. Trời ơi, mới 5 hay năm mà tạo ra nhiều cái tác phẩm em đi quá nó hay. Mới đắp đây à. Còn cái lúc vẽ thì nó biết vẽ lâu rồi. À. Là không có học qua trường lớp luôn. Không, không có học qua chứ. Hay dữ ta. Rồi có niềm đam mê ha. Chắc nó cũng đam mê. Rồi khi mà trong nhà của mình mà em thấy phía sau lưng của chị là con rắn mấy em vừa tham quan á, là thấy rất là khổng lồ. Và chị có sợ sệt điều này không? Lúc mới làm thì rồi đi ra cũng thấy sợ. Nhưng không mà tự nhiên con mình nó làm gì mình thấy cũng hơi sợ, cũng rất sợ. Đi ra đi vô gặp cái đầu thò lên thấy ghê quá. Lên cũng bất ngờ là sợ đó, nhưng chắc thôi trời thôi, có xấu rồi thôi, vậy đó là thấy sợ giật mình. Rồi người dân ở xóm này á, lúc mà em ấy làm ra con rắn này á, thì mọi người nói như thế nào chị? Thấy giống người ta, giống ta cũng giật mình rồi à, tại lúc cái quán này chưa có cắt là đi ngang ta thấy rõ luôn đó. À lúc đó thì cái trại này chưa cắt, chưa. Do đó là con rắn này lú cái đầu ra ngoài lộ. À. là thấy ta đi ngang ta thấy rõ ràng luôn, con rắn nhìn vô là thấy là giật mình á. Rồi có người nào mà ngừng lại nói gì không? Có nhóc hết trơn. Trời ơi. Cái con rắn này là Vinh làm khoảng bao nhiêu bao xi măng hả chị? Chục bao hả? Ở trong thì nó làm bằng mấy cái chai bia á. Chai bia? Chứ nó bó nó tròn lại gì nè. Cái sắt sắt nó bó tròn lại chai bia bằng xanh á. À. Đầu của nó mới sắt dài như của mình vậy đó. Ủa, theo ngoài xi măng nó tô vô. Mà làm trong vòng một tuần lễ là xong con rắn này? Tuần lễ là xong, còn cái nó hoàn thành hết trơn thì xong. Dạ, hay dữ rồi chàng. Vậy là tính ra cái con rắn này mà em ấy làm là từ năm 2020 hả? 2020. Tính ra có 6 ngày chứ nhiêu? Ngày 20 tháng 12. Dạ. Tháng có 6 ngày à? 6-7 ngày đó, cũng gặp rất là 6 ngày là xong con rắn này quá trời tài luôn. Trời ơi, hay quá hay. Rồi trong quá trình mà em còn thấy những cái con vật ở đây á, nhiều con rất là sống động. Thì em ấy có làm và bán được một số sản phẩm nào chưa chị? Có, làm bán như gà, rồi trâu, rồi như gồng, bữa hổm nó làm hai con gồng bự lắm, cũng bán cho người ta. Cũng như là người ta đặt con gì là mình làm con ấy đó. Ở đây có một cái con này, chắc con trăng hả chị? Con trăng. Vậy là cũng bán được nhiều sản phẩm rồi ha. Hôm nay rất tiếc là mấy em đến đây để tham quan á, thì em ấy không có ở nhà, bạn công việc đi xa. Đó. Còn mình xin giới thiệu đây là mẹ của em Vinh. Quá hay. Em Vinh này học tới lớp mấy rồi chị? Lớp 8. Chị mới tới lớp 8 thôi. Mà có những cái suy nghĩ và làm không thua gì những cái nghệ nhân á. Quá tài tình. Đó. Ở bên sau lưng mình có những cái con vật nữa nè, rất là đẹp luôn mọi người. Trước mặt cô chú anh chị đó là chú heo nè, chú heo và những con heo heo con đó cô chú anh chị, thì cũng do Vinh đắp nên. Và Vinh có những cái tác phẩm rất là đẹp ha, rất là giống luôn. Và bên cạnh những chú heo này thì có chú Châu kìa, đang nằm. À. Những cái kỹ thuật này làm rất là công phu và tỉ mỉ của chú anh chị. Quá xa đẹp luôn nè. Chúng ta tiến đây gần tí ha. Thì ngoài những cái chú heo và bầy heo con ra, thì Vinh có đắp thêm trâu và nhất là hai chú gồng lửa. Đây, rất là đẹp luôn nè. Chúng ta thấy đắp bằng xi măng mà nó rất là giống ha. Và bên cạnh đó thì lại có thêm ông hổ nữa nè. Ông hổ nè cô chú anh chị. Đây ông hổ đây.
màu rất là giống ha. Đây thêm một ông hổ nữa nè các bạn, chúng ta thấy rất là giống ha. Rồi đây là chú cá nè các bạn, chúng ta thấy chú cá này làm rất là giống luôn ha. Đó, nhất là những cái màu sắc và những cái lườn hoa văn nó làm rất là sống động nên hình ảnh của một chú cá giống như một chú cá ở bên ngoài. Và chú cá này chúng ta thấy là giống chú cá cha ha, rất là đẹp ha. Thì tiếp nữa thì Vinh cũng có làm thêm những sản phẩm bên đây là này giống chú khỉ quá ta, chú khỉ ha cô. Dạ, chú khỉ. Và đó là chú trâu rất là lớn và rất là đẹp luôn. À, chúng ta thấy nhiều cái tác phẩm ở tại nơi đây ha. À, quá xa đẹp luôn nè. À, chú khỉ cũng rất là giống ha. Và đặc biệt thì Vinh cũng làm một cái sườn, cái sườn sắt này của chú anh chị đã làm nên một cái chú công. À, và chúng ta thấy được cái đầu của chú công đã làm xong rồi nè của chú anh chị, là còn cái mình nữa ha. Và Vinh sẽ làm thêm cái mình nữa thì sản phẩm công ở đây sẽ được hoàn thành. Bên cạnh đó thì em cũng đã làm nên một cái tác phẩm, đó là Ngày Quan Công. Đây là Ngày Quan Công của chú anh chị. À, khó nhất là làm cái quyển sổ. Đây là cái quyển sổ nè. Quyển sổ này rất là khó làm. Một nghệ nhân trẻ tuổi mà đã làm được những cái tác phẩm khó khăn và những cái hoa văn, đặc biệt là những cái hoa văn phù rồng, nó rất là khó của chú anh chị. Mà em là người trẻ tuổi chưa từng học qua trường lớp mà em đã làm được những cái tác phẩm như thế này, thì cô chú anh chị thấy là một cái nghệ nhân trẻ tuổi tên Vinh, chỉ có 26 tuổi thôi và đã làm được những cái tác phẩm cực kỳ như thế này. Đó. Thì ngoài cái bức quan công này ra thì em cũng làm một cái cụ trăng mà chúng ta thấy trước mặt đây. Đây là một cái cụ trăng rất là giống luôn ha. Thì không biết thì em có cái trí tưởng tượng như thế nào mà làm, nhất là những cái cặp mắt này của chú anh chị rất là giống luôn. Đó. Và giống nhất ở đây là cô chú anh chị thấy là có gắn mãng xà. Cô chú anh chị gắn mãng xà là giống nhất, mà em cũng đã trích ra từ cái câu giảng của Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, cho nên là làm nên chú gắn ha, với câu ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi gắn gích chẳng vui đâu là, trắng to tên rọi mãng xà trên gừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thằng độ cho. Đó là lời của Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Và ngày thi công của em là ngày 20 tháng 12 năm 20 đến ngày 26 tháng 12 năm 20 là em đã hoàn thành cái tác phẩm là chú gắn mãng xà này đây, trước mắt của chú anh chị ha. Giờ đây thì chúng ta sẽ xem lại cái tác phẩm của em Vinh rất là kỳ công và làm nên một cái chú mãng xà nó lớn và nó to như thế này. Thì được mẹ của Vinh cho biết là chú gắn mãng xà này á, thì cái ruột á, là bằng chai bia, bằng sành, và bên ngoài thì em sẽ lập xi măng lên. À, và đây là cái đường xương sống này của chú anh chị, màu rất là giống ha. Đây, đây tới cái đuôi luôn nè. Thì chú gắn này dài là từ 15 cho đến 17 mét của chú anh chị, cho tới gốc xài ngoài kia. Và đây là những cái tác phẩm mà em Vinh đã làm cho nhiều người dân ở đây xôn xao, khi mà ngôi nhà của em phía trước cái quán của chú anh chị chưa có cắt, thì chúng ta đi bên ngoài đường tự sát mấy lộ thì dòm vô ban đêm thì thấy được một chú gắn rất là lớn, nên nhiều người đã giật mình nhiều lần ở tại nơi đây. Và giờ đây thì em xin kết thúc clip này tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem cái tác phẩm của một cái nghệ nhân trẻ tuổi chưa từng học qua trường lớp về nghệ thuật
hay là về cách vẽ gì hết, nhưng mà em đã có cái bẩm sinh từ nhỏ của chú anh chị. Giờ đây em xin kết thúc ạ. Làm cho đeo cái xài luôn hả chị? Ừ. Cái mặt rất là giống nè. Hay quá. Cho cái nằm dùng không ta? Đó. Quá tài. Nguyên bầy heo nhìn bầy heo nó khó làm nè. Khó làm á. Bông bông. Một con heo mẹ. Mấy heo con? Bốn con hả? Bên đây ba con, riêng con nha. Con nằm nhìn cũng sống động luôn đây. Hay thiệt. Quá đẹp. Con con chấm kìa. Đây, chú trâu và chú heo nè các bạn. Đây là những con heo rất là khó, rất là khó làm ha. Và nhất là chú trâu mà nằm ngơi cỏ là cũng rất là tuyệt luôn. Chắc có lẽ là cái này khung bằng sắt quá ta. Cái này là làm hoàn toàn bằng xi măng hết á cô chú. Em làm rất là tỉ mỉ luôn và rất là công phu. Rất là giống thế các bạn. Nguyên bầy heo, con heo bự, heo nhỏ luôn. Cái bên thì có chú trâu, cái đuôi dảnh dảnh lên ha. Lần đầu tiên là em làm con cọp trước. Con cọp, làm con cọp trước là lần đầu tiên nó đem ra lộ, nó ngầu nó làm và biết yên vô. Dạ. Là làm trước là con cọp đó, là nó để nó thò luôn đó. Rồi tới sau này là nó mới làm lên con trâu đứng với con trâu nằm. Là gà này là chỉ mới làm sau này thôi. Cái làm sao này là chú Tình là lại quay là mới nổi lên luôn đó gà đó. Dạ. Rồi khi mà em ấy làm thì trong công đoạn làm có gì khó khăn không chị? Không, nó cũng làm bình thường à. Là giống như là cái nghề đó là trong tâm của em là đã nó có rơi lên nó suy nghĩ trong đầu nó muốn làm con đó là nó phải quyết tâm nó làm một ngày đó là rồi con đó luôn đó, hoàn thành luôn đó. Con nào cũng như nó làm mau là làm hoàn thành trong ngày. Không nghỉ trưa luôn. Làm rồi thì tới bữa cơm vô ăn rồi ra làm tiếp rồi vậy đó. Làm xuyên suốt vậy ha. Xuyên suốt vậy đó. Trong cái thời gian mà em làm như vậy đó thì gia đình có nghĩ là em sẽ không làm được không, hay là có cái ý tưởng gì không? Cũng sợ, nó không biết nó làm được không nữa. Bà ngoại nó cũng nó sợ nó thằng này nó làm được không mà nó đi làm vậy đó. Dạ. Rồi ai về nó làm rồi hoàn thành mình thấy mình cũng bỡ ngỡ luôn, không biết chừng hững luôn vậy đó. Rồi lúc em làm đó là có xin kinh phí nữa chị hay này kia không? Hay là tự kinh phí em đi làm mà em tự bỏ ra? Nó đi làm về rồi thí dụ như là nó lấy cái nào nó đưa cho mẹ đưa, còn cái nào nó lấy nó đi mua xi măng cát đá rồi chị đó. Dạ. Về cái tự nó làm để nó đi chút. Giống như là em đi làm là tự gom góp để mà làm những cái tác phẩm này. Cũng mua bao xi măng về, cái muốn làm con đó cái mua bao xi măng về, cái nào làm bông sắt vô thì đi mua sắt về bẻ ra làm cái sườn. Dạ. Rồi mua cát cái xi măng về cái trộn cái nó đắp. Thì cái tác phẩm mà lớn nhất là chú gắn, chứ ngoài ra đâu còn tác phẩm nào lớn hơn nữa hết chị? Không. Dạ. Tại bữa hôm mấy chú lại sớm rồi nó làm hai con gồng rồi trước Tết, hai con gồng màu vàng đẹp hết sức đẹp luôn rồi. Dạ. Đã ở trên chi tôm ta đặt đó hai con. Dạ. Làm để ngoài lộ đó, ai đi ngoài lại cũng đặt cũng được. Hầu như là những người nghệ nhân tới đây đặt sản phẩm gì là Vinh cũng làm được phải không?
nếu mà nó nhận con đó là nó làm được. Dạ. Có lần nào mà người khách đặt tiêu chí khó quá mà Vinh từ chối không chị? Không. À, vậy đặt là nó nhận nó làm chứ nó không có Từ chối ha. Không có từ chối. Dạ. Như là làm 12 con giáp này là nó làm được hết trơn đó. Dạ. Vậy là tính ra là em đâu có qua trường lớp nào hả? Không. Rồi chị có tính là cho em đi học cái gì đó để nâng cao lên không? Cũng muốn cho học lắm chứ mà mình không có kinh phí nhiều rồi đâu có cho con mình đi học được cho tới nơi tới chốn đâu. Dạ. Rồi để nó tự nó sáng kiến ra nó làm hơn nó hay đó. Nó mà theo cho đi học là nó làm một chỗ luôn. Dạ. Rồi lúc mà em đắp cái chú mãng xà này đó chị, là chị có thấy bỡ ngỡ không? Cũng dân hẳn nữa, tự nhiên nó đi xin mấy cái chai bia về, mình hỏi nó không biết nó làm gì. Dạ. Rồi nó nói từ từ mà biết chứ gì. Từ đầu nó đắp ra mình mới biết nó làm con rắn đó. Dạ. Lúc đó thì vẫn còn giấu mẹ ha. Ừ, nó không nói. Dạ. Mà người ta lại quay người ta hỏi có nặng bao, có thấy, có làm, có thấy gì không mà đi đắp con rắn này vậy đó, mà nó cũng không nói, nó không nói được. Không nói được. Nó muốn làm là nó làm, cho nó không có nói ra được. À, giống như cũng có bề trên mách bảo nha, mà Vinh không có nói được ha. Chứ thằng nó cũng có quay tay nó vậy đó. Dạ. Lúc mà làm chú rắn này xong là cái nhà mình chưa cắt hả chị? Nhà cái quán này nè. Chưa. À. Đó là cái nền nhà này còn chống lỏng à. Lúc đó chắc bà con mình đi ngang chắc nhiều người giật mình lắm ha. Đi ngang ta thấy người ta giật mình, ta nói thằng này nữa hay dữ, nó làm con rắn mà hết sức kia hay rồi. Dạ. Cái quán này mới cắt sao này à? Cái lúc đó có bà con mình có đi qua lại nói này nói kia gì không? Nói có sao đó. Mà con chị có qua tay vậy đó? Có, ta đi ngang ta cũng nói nhiều lắm, miễn người nào thấy là ta nói gì đó. Dạ. Tại vì em của mình trong cái trường hợp đặc biệt là chưa từng học qua trường lớp nào mà lại có những cái qua tay đặc biệt như vậy. Rồi lúc đó chú thấy nó đi mặn cho người ta, sáng nó đi rồi cái chiều nó về. Về ăn cơm xong rồi là đi ra làm tới tối luôn vậy đó. Dạ. Thì những cái tác phẩm này thì còn lại ở đây chắc lẽ là có nhiều tác phẩm mà em đã làm ra và được những cái nhà khác đã mua hả chị ha? Nó giờ nó giao các tỉnh rồi là nó gà của nó không đó. Dạ. Long An rồi Hậu Giang, Kiên Giang, gì Tiền Giang gì nó giao hết trơn. Dạ. Chạy xe đi mình luôn. Chạy xe đi giao luôn. Ờ, chạy xe con để trước, con để sau rồi gàn lại rồi chạy đi. Dạ. Như vậy thì mỗi một con như vậy là chắc là kinh phí đồ này kia chắc cũng có lời cũng chút đỉnh hả chị ha? Cũng lời chút đỉnh chứ. Dạ. Cũng như thay vì mình bỏ đóng vô thùng mình đi giao thì nó tốn chi phí của mình 300-400 ngàn. Rồi thay vì thôi mình đổ xăng mình đi ra mình lấy cái tiền đó mình lấy chọn. Rồi có lúc nào mà em không có được cái những cái vị khách đặt á mà em nản lòng thì có tâm sự gì với chị không? Nó cũng như nó cũng có nói đó, như là bằng cái này cũng như là chậm lại, giống như ít người ta đặt rồi chắc mình đi kiếm xe khác mà. Kiếm xe khác mà. Nó mở không chị không nổi nữa. Dạ. Có thấy trong nhà mà thấy mà eo hẹp một chút là nó phải đi bơ vào cái chuyện khác nó làm rồi đó. Dạ. Và hôm nay mấy anh em đến đây là không gặp được Vinh là do lúc này làm hơi chậm lại hả chị? Và Vinh Vinh đi làm việc khác hả? Ờ, mới cắt. Đi mới cắt. Đi hôm dài cũng một tháng rồi đó. Một tháng rồi. Một tháng rồi. Chắc có lẽ là vì có nhiều tiền sẽ có nhiều tác phẩm khác nữa. Về nó cũng đi thời gian, nó cũng không có đi luôn mà mặn luôn. Cái đó cũng như không phải là nghề của nó. Dạ. Cái này là cũng như cái chính của nó nè. Nghề chính ha. Ừ, mà tại như người ta ít có đặt mình làm rồi. Nó đi kiếm thêm, mặn thêm vậy đó. Dạ. Còn những cái tác phẩm mà như là những chú trâu và quan công này kia là có người đặt chưa chị? Hay cái là... đó là nó làm mẫu. Làm mẫu cho người ta biết vậy ha. Cái mẫu là nếu ai có mua, có đặt đó thì nó mà mua thì nó cũng vẫn đưa bán luôn. Dạ. Trời ơi. Em trẻ tuổi mà lại có một cái tay nghề quá đặc sắc. Chắc chị cũng hãnh diện vì con trai mình hả chị? Dạ, cũng hãnh diện vì nó đó. Dạ. Nói chứ hồi lúc nó đang nổi tiếng lên mình cũng là mẹ mà mình cũng mừng cho con mình nữa. Dạ. Em nghĩ mà nếu mà Vinh này mà có học qua một cái trường lớp như là họa sĩ hay là
một cái nhiếp ảnh gia gì đó, nó khéo nữa, nó sẽ khéo nữa, nó còn nặng khéo nữa. Dạ. Và đến đây em cũng cảm ơn chị nhiều nha. Dạ.